chào mọi người. Mình là Trúc Anh. Mình là Salim. Mình là Amy. Và bọn mình đã có mặt ở đây để có thể reaction trailer phim Thiên Thần Hộ Mệnh. Yeah, you guys ready? Let's go. Nhìn vậy mà không phải vậy. Nhìn vậy mà không phải vậy. Thì cũng là chị mang giày cao, chị lỡ trong scene đó chị lỡ mang giày cao tí. Phải đi luyện thanh, chiều đi tập nhảy, mày điểm danh giúp tao được không? Chuyện không thể cứ mãi tiếp diễn như thế này được đâu, đừng nghỉ học nữa. Để chừng nào tao giàu, tao nổi tiếng rồi, tao sẽ bao cho mày trà sữa cả đời luôn. Cô có thể bắt chước lại giọng cười đó không? Em thách chị bắt chước lại được luôn. My signature. Tôi nghĩ nó là cái cười của nó của em ý nghĩa là gì vậy My? Em cũng không biết, em cười thôi. Kiểu như là vừa cười vừa lại là đúng bê tông mấy. Thì tí. Em mà không phải vậy. Nhìn vậy mà không phải vậy. Nhạc luôn nhạc luôn. Chết thôi. Em mà không phải vậy. Em thích quá, cảm ơn chị. Nửa sau mang lại may mắn cho em. Xem đi rồi biết. Xem những may mắn gì. Mình cầu bé nè, cầu cái gì cũng được phải không chị? Mày cẩn thận đấy, tao đọc trên báo có nhiều người mê muội mấy cái thứ này, sao không rút ra được đâu. Thình thịch suy. Thình thịch. Shine bright like a diamond. Thì chẳng qua là hôm nay chưa biết mà sau khi được chúc mừng sinh nhật xong. Cảm ơn con vì đã mang đến cho mẹ những cơ hội tuyệt vời này. Chưa gì đã gặp may rồi, mày thấy không? Mày không cẩn thận á, chưa nổi tiếng đã tai tiếng đấy. Sao trai của cô lại nhìn tôi? Kia, tại sao trai của cô lại nhìn tôi? Tại sao trai của cô lại hôn tôi? Sao, ghen tị à? Mày chỉ ganh tị với tao thôi. Mày nói gì? Tối qua, thi thể của nữ ca sĩ Lam Phương được tìm thấy ngay tại nhà riêng. Điều tra ban đầu cho thấy cô đã tự sát. Trời ơi. Anh thật sự nghĩ em có liên quan tới cái chết của chị Phương hả? Mạng người chứ không phải chuyện đùa đâu. Không phải chuyện đùa đâu. Được đâu. Thiên thần hộ mệnh của em là một đứa trẻ, nó không được quyền sinh ra. Wow, đẹp quá mà, đẹp thật ấy. Nhưng mà nhớ, cái trailer này tôi cảm thấy là... Ôi, sao dừng đó? Tại sao lại dừng ngay khúc cảnh đó? Cảnh nóng, 18 cộng. Thì nói chung là... Thôi, nói đây chung thôi. Là... So hot, so hot. Phỏng vấn chị Trúc Anh về cảnh này một chút ạ, một giây ạ. Nói chung là nếu các bạn muốn biết là nó nóng như thế nào thì các bạn hãy xem phim để xem mức độ nóng của cảnh này tới đâu. Yeah, sẽ ra mua vé nhớ. Sẽ rất đổ mồ hôi đó. Oh my god. Wow. Phim mà tôi đóng mà thật sự là khi mà em xem trailer lần này thì em thấy gay cấn và lôi cuốn thật sự.
kiểu bản thân mình là diễn viên, mình đóng trong phim, mình đóng trong mà bộ phim xem, này nhưng mà xem còn mà... cảm thấy hồ thì khán giả xem sẽ thấy như thế nào. Lúc mà coi khúc đầu ấy thì mang lại cảm giác nó khá là tươi sáng, nhưng mà hai có hai cô gái Ly và Huyền, Mai Ly và Huyền thì cảm giác là vui tươi sáng, nhưng mà khi cái nhạc lên, kiểu khi cái nhạc vừa lên ấy thì nó đi vào ngay cái mood gây cấn. Và cái khúc sau là làm mình cảm thấy là hồi hộp và kiểu có cảm giác là tim đập bịch bịch ấy. Nhưng mà thật sự thì một cái trailer cũng chưa thể nào tiết lộ được điều gì. Rất nhiều điều thú vị. Đằng rồi. Sau câu chuyện ba chị em. Và nếu các bạn muốn biết những cái sự thật về ba chị em này thì mọi người hãy đón xem vào ngày 30 tháng 4 năm 2021 bộ phim Thiên Thần Hộ Mệnh. Nhìn vậy mà không phải vậy.